Bản tin Thanh Hải vô thần sư số 169. Là một vị thánh, hãy mang phẩm chất thánh thiện. Có lẽ quý vị có lòng tốt bởi vì quý vị theo học với tôi. Quý vị nghĩ mình không thể nào giết ai hoặc mình không ăn thịt là mình tốt. Nhưng quý vị đã học được điều này. Nếu không thì có thể quý vị đã không tốt như vậy. Quý vị rất cố gắng làm người thiện, điều này tốt. Nhưng tốt không cũng chưa đủ, thánh thiện không cũng chưa đủ, quý vị phải còn hơn như vậy nữa. Quý vị phải từ bi, tế nhị, thông minh, hữu ích, sẵn lòng và tử tế hơn vào tất cả mọi lúc và có tình thương vô điều kiện. Nhất là tình thương vô ngã, lúc nào cũng nghĩ làm sao phục vụ cho nhân loại, làm sao giúp đỡ những người bất hạnh, đó mới thật là thánh thiện. Hãy nghĩ làm cách nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn. Đó cũng là một kiểu thiền. Ngay cả trong giai đoạn này của đời tôi, ban ngày tôi bận rộn sửa sang những gì tôi thấy. Ban đêm, tôi nghĩ đến mấy con chim ở bên ngoài. Không biết chúng có lạnh lắm không, bởi vì ban đêm, trời lạnh. Tôi nghĩ đến mấy con cáo, con chó, mấy con cừu, con dê ở trên núi. Dù đang ở đâu, tôi đều nghĩ đến các chúng sinh. Không biết chúng được đủ ấm, đủ yên hay không. Tự động là như vậy. Cho nên có lòng tốt cũng chưa đủ, quý vị phải là lòng tốt, là sự tử tế. Quý vị phải là lòng từ bi, quý vị phải là tình thương. Rồi về sau, phẩm chất đó sẽ trở thành quý vị. Quý vị không thể là gì khác ngoài tình thương. Lúc đó, quý vị là một thánh nhân thật sự. Bằng không thì đẳng cấp thánh nhân của quý vị chỉ giống như vay mượn được ban cho. Thí dụ có những người học hành rất chăm chỉ, nhiều năm mới thành tiến sĩ, còn có người chỉ lấy bằng tiến sĩ danh dự. Có thể quý vị giống như vậy. Quý vị có bằng tiến sĩ danh dự dù là giả hay bỏ tiền ra mua thì cũng được. Nhưng rồi hãy làm một tiến sĩ. Vì quý vị đã có chức hiệu tiến sĩ rồi, sao không làm một tiến sĩ? Hãy trở thành một tiến sĩ thật. Có người làm việc vất vả, học hành siêng năng rồi mới thành bác sĩ. Nhưng cho dù nếu quý vị thành bác sĩ trước, thì hãy thực tập và làm một bác sĩ. Làm một bác sĩ nhân hậu hoặc một bác sĩ có nhiều kiến thức. Học tập thêm một chút nữa để bắt kịp theo sau đó, như vậy cũng được. Quý vị đã được quả vị thánh danh dự rồi. Vậy hãy làm một vị thánh. Phải làm cho xứng với quả gì đó, biến nó thành thật. Phải thuyết phục chính mình bằng cách làm một thánh nhân. Sống theo con đường của thánh nhân bằng cách hành động như một thánh nhân, suy nghĩ như một thánh nhân, cảm nhận như một thánh nhân. Giúp đỡ mọi người, nghĩ đến người khác, ban bố tình thương. Lúc nào cũng cố gắng đi về chiều hướng đó. Huấn luyện chính mình trong một môi trường này và trong lãnh vực thánh nhân này. Rồi, quý vị sẽ trở thành một thánh nhân tốt hơn. Sư phụ kể chuyện, sự cộng tác luôn luôn ích lợi. Có một người có một con ngựa mù mang tên Peter. Con ngựa này không thấy được gì cả. Khi ông ta muốn Peter làm việc gì, ông chỉ đứng kêu lớn, Marco, nhanh lên, kéo đi, kéo, kéo. Rồi không chuyện gì xảy ra hết. Peter chỉ đứng đó, không làm gì cả. Ông ta lại kêu lên nữa. Bây giờ, Martin, kéo. Hãy cùng nhau kéo. Rồi con ngựa Peter đứng đó, không làm gì cả. Cuối cùng ông nói, Peter, hãy kéo đi. Rồi Peter kéo. Thấy vậy, bạn ông hỏi, tại sao anh không gọi Peter từ lúc đầu? Anh chỉ có một con ngựa. Tại sao anh cứ gọi tên Marco và Martin để làm gì? Người chủ nói, con ngựa Peter của tôi rất lười biếng bởi vì nó mù và không thấy gì. Nếu nó nghĩ rằng nó phải kéo một mình, thì nó sẽ không chịu làm việc. Khi ngồi chung với nhau, quý vị nói, những người nữ đều ngồi thiền, mình là nam. Nếu mình không ngồi thì coi kỳ quá. Và tất cả những người nữ nghĩ, tất cả người nam cũng đều ngồi đây, mình cũng phải tỏ ra cho họ thấy ai giỏi hơn.
Vì vậy, khi chúng ta cùng ngồi, tất cả mọi người đều làm cùng một việc. Chúng ta cảm thấy được cổ võ, cảm thấy mình có một nhóm ủng hộ mạnh mẽ. Cho nên chúng ta cứ làm, như vậy rất dễ. Và đó là lý do tại sao khi ngồi đây, quý vị cảm thấy ổn định hơn, yên tĩnh hơn và dễ thiền hơn là khi quý vị ngồi một mình tại nhà hay tại một chỗ nào đó. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng chúng ta nên thiền với một người khác, như là hai người hay nhiều hơn. Như vậy tốt hơn, quý vị cảm thấy tốt hơn. Đó là tâm lý. Một điều khác nữa là khi hai vị Thượng Đế có lực lượng ngồi chung với nhau thì tốt hơn là một. Đó là lý do tại sao thiền bế quan và cộng tu rất quan trọng cho sự phát triển tâm linh của quý vị. Tôi không biết tại sao một số nhóm khác nói với người ta rằng họ không cần phải đi cộng tu và chỉ cần ngồi tại nhà. Tôi không biết. Nhưng tôi luôn luôn thấy rằng, như quý vị cũng biết, cộng tu và thiền bế quan luôn luôn hữu ích. Ở đây có phải dễ tập trung hơn không? Mọi người trả lời, dạ có. Quý vị thấy đó, tất cả đều là cấu tạo của đầu óc. Nếu chúng ta định làm gì và quyết tâm là mình sẽ làm việc này trong một khoảng thời gian nào đó, đầu óc chúng ta sẽ hiểu và sẽ cộng tác. Và bởi vì quý vị đã đến đây, quý vị biết rằng mục đích ở đây chỉ là thiền. Trong một tuần lễ này, sẽ không có sự tiếp xúc ngoài xã hội, không giao dịch, không điện thoại và không có điều gì để lo lắng. Không phải lo về nấu nướng, thí dụ vậy. Có người nấu cho chúng ta. Quý vị chỉ biết rằng quý vị đã sẵn sàng, đã quyết tâm trong đầu rằng quý vị đến đây chỉ để thiền. Do đó, khi ngồi xuống, quý vị ổn định hơn và chỉ ngồi thiền. Quý vị biết mấy giờ là phải ngồi và tất cả mọi người đều làm vậy, cho nên đầu óc sẽ vui vẻ cộng tác. Sư phụ khai thị, tài sản lớn nhất của chúng ta là quyền tự do tìm Thượng Đế. Quốc gia thật là tươi mát, không khí trong lành, cái gì cũng thấy dễ chịu trong lòng. Ngay cả nước trong vòi cũng uống được, thật là sạch sẽ. Tôi mới uống hồi sáng này, hy vọng không sao. Tôi hỏi người ta nước uống thẳng từ trong vòi có được không, thì họ nói, được, được. Tôi mừng quá, uống liền. Đối với tôi, nước trong vùng đất mà có thể uống thẳng từ trong vòi ra thì thật là một ơn phước vô cùng. Vì cảm thấy tràn đầy, như có thể uống được mãi mãi mà không phải lo lắng gì cả. Ngày nay, đâu phải quốc gia nào quý vị cũng uống nước được như vậy. Nhiều quốc gia nước rất ô nhiễm, còn bị giới hạn chỉ xài được những chai nhỏ xíu. Tôi cảm thấy rất là hạn chế. Những gì xài nhiều được thì chúng ta cảm thấy tự do, thoải mái, rất là sung sướng. Cũng vậy, nếu chúng ta biết dùng ân điển Thượng Đế ban cho ở bên trong chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất tự do, thoải mái. Lúc đó không còn phải cầu khẩn Thượng Đế gia trì gì nữa cả. Lúc nào nó cũng tự động có đó rồi. Đây là điều mà tôi muốn nói cho quý vị biết, đó là sự tự do. Thứ tự do người ở tinh cầu này không biết đến, trừ phi biết được Thượng Đế, trừ phi chúng ta biết sự tự do ở bên trong, niềm phúc lạc và sự gia trì ở bên trong. May mắn là quý vị sống trong một quốc gia tự do như ở Phần Lan. Rồi sau đó, chúng ta thậm chí có thể cùng ngồi xuống với nhau và nói về sự tự do vĩ đại hơn của thiên đàng mà mình có thể đạt được ngay bây giờ, trong lúc mình vẫn còn làm việc trong thế giới vật chất này. Tự do này là tài sản lớn nhất, phước báo to tát nhất, kho tàng vĩ đại nhất mà chúng ta từng mơ ước có được. Nhiều khi tôi cảm thấy trong lòng như muốn nổ tung ra, không biết làm sao giải thích cho người ta hiểu được. Nhìn lại đời sống của tôi hồi xưa và nhìn vào đời sống của tôi hiện giờ thì thấy khác hẳn 360 độ. Hồi đó tôi bị trói buộc, giới hạn, kềm hãm bởi chính mình, bởi đủ thứ tục lệ, phong kiến, nề nếp, truyền thống. Tới nỗi dù sống trong những quốc gia tự do, dân chủ, tôi vẫn chẳng bao giờ cảm thấy thật sự tự do. Rồi sau đó, tôi lần đầu tiên được thấy Thượng Đế một thoáng qua,
Lần đầu tiên nếm mùi vị khai ngộ, tôi nghĩ, đúng đây rồi, tôi được tự do. Tôi cảm thấy tự do, nhưng đó mới chỉ là một phần của sự tự do mà thôi, cho tới khi tôi tiếp tục nhận ra sự tự do này. Rồi nó lớn dần cho tới khi không thể nào giải thích được tự do chính thật là gì nữa, chỉ biết rằng mình được tự do. Rồi khi thấy anh chị em mình có những người hãy còn ở trong giai đoạn mà mình đã ở trước kia, tôi thấy tội nghiệp cho họ. Bởi vì tự do này ai cũng có thể đạt được, nhưng không phải chúng ta ai cũng có. Ngay cả người khai ngộ cũng phải mất một thời gian mới được tự do hoàn toàn. Đây không phải là sự tự do bên ngoài, không phải là hành động bên ngoài giống như phải nhảy tới nhảy lui, hoặc là ó ngoài đường xá, hoặc tranh đấu cho tự do của mình bên trong, mà là một cảm giác bành trướng vô hạn định. Có thể trở thành bất cứ những gì mình muốn, làm bất cứ những gì mình thích mà vẫn ở trong đạo hạnh, vẫn ở trong tình thương Thượng Đế, vẫn hoàn mỹ như thường. Không ai bị tổn thương, bị giết hại hay áp chế trong bất cứ hình thức nào qua sự thành đạt tự do của chúng ta. Chúng ta hằng ngày làm việc rất khổ cực để được tự do sống, tự do sinh tồn, chỉ để có đủ đồ ăn, đủ những nhu cầu cần thiết chăm lo cho đời sống vật chất. Cho nên đã tới lúc, vì chúng ta đã có đủ mọi thứ cho sự tiện nghi vật chất rồi, cũng đã tới lúc chúng ta tìm sự tự do về tâm linh. Đây là thời kỳ mới, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu một điều gì đó mới lạ. Và tôi tới đây để cống hiến cho quý vị một con đường mới, sự tự do mới tìm thấy được, mà quý vị sẽ không bao giờ hối tiếc nữa và quý vị chưa bao giờ tìm thấy trước đây. Cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa, mọi người cống hiến những điều mình có, cho nên tôi cống hiến quý vị cái tốt nhất mà tôi có. Tự do tâm linh mới thật là tự do. Sự cống hiến này không bao giờ tốn kém gì cho chúng ta cả, dù một sự cố gắng nào, vì bên trong chúng ta đã có rồi, chỉ cần sử dụng nó thôi. Nó còn rẻ hơn nước tôi mới uống sáng nay. Dù không phải trả tiền cho nước đó, nhưng chúng ta cũng vẫn phải trả thuế để làm ống nước, bồn nước, đủ thứ. Nhưng uống nước của sự sống có nghĩa là nước gia trì từ Thượng Đế, chúng ta không bao giờ phải trả một xu nào. Và chỉ cần thời gian, bằng như ngủ nghỉ trong giờ xả hơi vậy thôi. Chúng ta đã bỏ nhiều thời giờ theo đuổi những thứ vô dụng mà nhiều khi sau này lại hối tiếc. Cho nên, bây giờ chúng ta biết cách tìm Thượng Đế, tôi sẽ chỉ cho quý vị. Giờ đây, chúng ta biết con đường để tìm tự do, con đường để tìm hạnh phúc trong tâm. Chúng ta sẽ tận dụng thời giờ rảnh rỗi mà thôi, để quay vào bên trong khám phá ra thiên quốc quý báu ở bên trong chúng ta. Thành thử, không phải là thời giờ mà chúng ta cần, hoặc thậm chí nỗ lực mà chúng ta cần. Chúng ta chỉ cần biết cách tìm Thượng Đế, tất cả chúng ta ai cũng biết rằng, nhiều khi không biết làm gì với thời giờ rảnh rỗi của mình. Nhiều khi thấy chán quá, chẳng hạn như những lúc ngồi trên xe lửa, những lúc ngồi trên xe buýt, những lúc ngồi máy bay, hoặc có những lúc ngồi ngoài công viên, không làm gì cả. Tất cả thời giờ này, mình có thể biến nó thành những giây phút thuận lợi để hưởng sự tự do ở bên trong và rồi thể hiện nó ra bên ngoài nữa. Dân chúng Phần Lan hầu như là thứ gì cũng có rồi. Quý vị còn có được hai hệ thống viễn thông tốt nhất, nổi tiếng nhất. Cho nên, thật tình mà nói thì tôi không thể cống hiến cho quý vị nhiều tiện nghi vật chất hơn là những gì mà quốc gia quý vị đã cống hiến rồi. Nhưng tôi có thể tặng quý vị một thứ còn vĩ đại hơn cả tài sản và sự thành công ở đời. Tôi có thể cống hiến quý vị thiên quốc mà quý vị đã quên đi. Nó rất dễ. Giống như quý vị đang nhìn những bông hoa này bây giờ. Sư phụ chỉ những bông hoa trên sân khấu chỗ Ngài đang giảng. Và vì nó quá dễ, nên tôi tin chắc rằng hầu hết tất cả quý vị đều muốn có được. Vì đây là một thứ vĩ đại nhất mà mình có thể có được. Có điều hơi không thực tế một chút mà tôi cũng buồn lay cho quý vị. Đó có thể là cách sống mà chúng ta đã quen thuộc.
Về phương diện khoa học mà nói thì chúng ta vốn là chúng sinh ăn chay vì đường ruột của chúng ta dài hơn đường ruột của những loài ăn thịt như cọp chẳng hạn. Nhưng vì mình từ nhỏ tới lớn đã được dạy ăn thịt quen rồi, cho nên muốn đổi sang lối sống nguyên thủy cũng hơi khó khăn một chút. Và vì vấn đề này mà chúng tôi cũng có một pháp kêu bằng pháp phương tiện để quý vị có thể tập thử cho quen với việc ăn chay. Chúng tôi cũng sẽ dạy quý vị nấu ăn và cống hiến sách gia chánh làm mẫu cho quý vị. Như vậy có lẽ sẽ giúp quý vị đỡ khó khăn phần nào trong lúc chuyển sang lối sống cao thượng nguyên thủy. Chúng ta nghĩ mình đang chuyển đời sống từ mặn sang chay, nhưng thật ra chúng ta chỉ là trở về với lẽ phải, với điều mình đã quên đi. Quý vị có thể can đảm quyết định ăn chay luôn kể từ hôm nay, hoặc có thể nói, được rồi, ta sẽ thử ăn chay trước. Một khi biết Thượng Đế, chúng ta luôn được bảo hộ. Một khi chúng ta đã câu thông với lực lượng Thượng Đế và hàng thuận lực lượng này rồi, thì mọi việc sẽ được chăm sóc chu đáo từng chi tiết nhỏ. Nhờ đó mà chúng ta mới có can đảm và sức mạnh để đối phó với đủ thứ chướng ngại và vấn đề trên đời này một khi đã câu thông với Thượng Đế. Nếu thật sự có câu thông với Thượng Đế, chúng ta không sợ hãi, có thể làm bất cứ điều gì và lúc nào cũng được chở che. Cho nên đừng sợ, cho dù là mình không có đồ ăn hoặc sẽ không có phương tiện di chuyển hoặc bất cứ vấn đề gì trong đời sống xảy đến với mình. Chúng ta phải can đảm nghe theo những gì trái tim mình bảo là đúng. Quý vị cũng có thể đi chậm, nhưng làm người, chúng ta có thể quyết định mau chóng. Hơn nữa, lý do là một khi đã tiếp xúc với Thượng Đế và muốn hợp nhất với Thượng Đế, muốn thành giống như Thượng Đế, là một Thượng Đế trên tinh cầu này, thì chúng ta phải biểu hiện những phẩm chất của Ngài. Đó là tình thương, và tình thương bao gồm tất cả chúng sinh. Thiên đàng có nhiều đẳng cấp, cũng như xã hội này có nhiều tầng lớp khác nhau. Nếu muốn lên cảnh giới cao nhất trên thiên đàng và biết được những bí mật sâu thẳm nhất trong càn khôn vũ trụ, thì nên có ít gánh nặng càng tốt. Những thứ mình tiêu thụ như rượu, thịt, ma túy, những thứ này là gánh nặng có hại cho bước tiến của chúng ta lên thiên đàng. Trời Phật đâu cần biết chúng ta ăn gì hoặc chúng ta cho gì vào thân thể này. Có điều chúng ta phải thanh tịnh hóa chính mình về thể xác, tâm linh cũng như tình cảm để trở thành những chúng sinh độc đáo được tôn vinh là con cái Thượng Đế. Trời Phật thương chúng ta dù chúng ta tội lỗi tới mức nào. Dù chúng ta đã phạm sai lầm nhiều bao nhiêu, Thượng Đế vẫn luôn luôn thương yêu chúng ta và trong mắt Ngài, chúng ta luôn luôn là con cái của Ngài. Nhưng đối với chúng ta, đối với lương tâm của mình, chúng ta phải sống con đường tình thương cao cả để khỏi bị những cảm giác tội lỗi đè nén, để được đồng thể với Ngài. Vì nguồn gốc chúng ta là Thượng Đế. Dần dần rồi chúng ta sẽ một lần nữa hợp nhất với biển tình thương ấy, đó là Thượng Đế. Chúng ta là Thượng Đế hiện thân trong thế giới vật chất này, cho nên không người nào phán xét mình xấu hay là mình tốt, ngoại trừ chính mình, trí huệ của mình, lương tâm của mình và sự hiểu biết công bằng của mình sẽ xét xử chính mình vào giờ phút lìa trần. Bởi vậy, phải bỏ hết tất cả những gánh nặng không cần thiết này để có thể nhận ra bản chất tinh túy thanh khiết của cái ta nguyên thủy là từ Thượng Đế mà ra. Rất vĩ đại là tất cả tình thương, sự sáng suốt, sự gia trì. Cho nên, trí huệ của những vị minh sư thời xưa đã dạy chúng ta nhiều điều. Thí dụ như, chúng ta nên thương yêu lẫn nhau, chúng ta nên thành thật và thương yêu Thượng Đế hết sức mình. Nhưng làm sao thương Thượng Đế nếu mình không biết Ngài? Tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy Thượng Đế để quý vị có thể thương Ngài, có thể biết tình thương và sự gia trì của Ngài mỗi ngày. Tôn giáo nào cũng nói về Thượng Đế, đâu đâu cũng nghe nói nhiều về Thượng Đế. Bây giờ đến lúc chúng ta biết Thượng Đế. Biết Thượng Đế không chỉ nâng cao chính chúng ta mà thôi, mà sẽ nâng cao thế giới, gia trì bầu không khí ở địa cầu để giảm bớt chiến tranh. Có hòa bình nhiều hơn, tình thương nhiều hơn và sung túc hơn cho mọi người xung quanh.
bởi vì chúng ta sẽ trở thành một trụ sống, truyền tình thương và sự gia trì từ trên thiên đàng xuống, rồi sẽ phát ra từ mình đến môi trường xung quanh. Biết Thượng Đế sẽ nối chúng ta lại với toàn vũ trụ. Cho nên biết Thượng Đế không phải đơn giản là vì mình muốn có lực lượng Thượng Đế thôi, mà vì mình cũng muốn yêu thương thế giới nhiều hơn, muốn gia trì cho thế giới nhiều hơn và đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho người thân và cho tinh cầu của chúng ta, thậm chí còn rộng ra nữa cho toàn vũ trụ. Vì chúng ta liên kết với nhau bằng một sợi dây vô hình mà mình không trông thấy, cũng như tất cả những nguyên tử liên kết với nhau trong mỗi món đồ vật chất để nó giữ thành một khối. Chúng ta cũng giống như những nguyên tử trong vũ trụ, làm cho kiến trúc vũ trụ hiện hữu một cách chắc chắn nhưng mắt trần không thấy được. Thành ra nếu ánh sáng, lực lượng bên trong chúng ta được thắp lên lại thì cả càn khôn sẽ được lợi ích. Chúng ta vốn từ Thượng Đế mà ra và Thượng Đế có cùng bản chất mà chúng ta có. Mặc dù đấng tối cao là không hình tướng, Ngài cũng có thể hiện thân thành những hình dáng khác nhau như trong thân thể này, hoặc như chúng ta đang ngồi ở đây, hoặc trong một siêu hình nào khác mà bên trong chúng ta sẽ thấy được lúc thiền quán Thượng Đế. Và siêu hình dáng này sẽ dạy chúng ta nhiều điều mà chúng ta muốn biết. Nó sẽ giúp chúng ta trong mọi vấn đề của kiếp này và kiếp sau. Thậm chí chúng ta cũng có thể đi gặp Chúa Giêsu, Đức Phật và tất cả những vị minh sư trong quá khứ. Chúng ta có thể nói chuyện với họ và để họ chỉ dạy chúng ta trí huệ của họ cho tới khi nào chúng ta đạt được trình độ của họ mới thôi. Tất cả chúng ta ai cũng sẽ thắc mắc tại sao là như vậy. Nếu nói mình là Thượng Đế, thì sao mình lại trở thành thân xác này? Yếu đuối, vướng víu, nặng nhọc, bị giới hạn, chẳng tự do gì cả. Theo sự hiểu biết của tôi, trong thiền định của tôi, thì Thượng Đế đã cho tôi thấy làm sao lại xảy ra như vậy. Khó mà giải thích bằng ngôn ngữ con người, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Thí dụ như quý vị có thể biết người ta làm bơ, phó mát, từ sữa như thế nào không? Sữa là chất lỏng, nhưng có thể làm cho nó đặc lại, quết thành bơ, hoặc làm rắn lại thành phó mát. Chúng ta vốn là tinh chất của ánh sáng. Tinh chất này là chấn động lực vô cùng tinh tế, di tế, tạo ra dạng vật trong toàn cõi vũ trụ. Qua tiến trình khuấy động, chúng ta cô đặc lại, trở thành chúng sinh này. Nhưng tôi cũng được cho thấy rằng, luôn luôn còn có một thứ nữa chưa bao giờ khuấy động, trở thành vật thể nằm bên trong chúng ta. Đó là vị cứu tinh bên trong chúng ta, cái gọi là thánh linh ngự trong giáo đường này. Chúng ta ở dưới cùng của tiến trình khuấy động trong tạo hóa, nên mới hơi thô tạp, cồng kềnh, nặng nề như vậy. Có những chấn động lực khác tinh tế hơn, nổi bên trên. Chúng ta có thể đến đó nếu chúng ta nâng năng lực của mình lên, được tới tiêu chuẩn của họ. Bên trong chúng ta vẫn có, luôn luôn đã và đang có một chút ánh sáng này mà chưa bao giờ ô nhiễm, chưa từng bị chế biến thành năng lực phàm phu. Và tia sáng này lúc nào cũng dùng được để mà trở về với nguồn cội của mình. Đảo ngược tiến trình đó, trở về với trạng thái hiện hữu nguyên thủy, đó là ánh sáng, là năng lực tinh tế ấy. Ánh sáng này, năng lực tinh tế, cái gọi là chấn động tinh tế, cũng được gọi là ngôi lời trong Thánh Kinh. Đó là Thượng Đế, là bản chất của chúng ta. Cho nên, liên lạc với năng lực tinh tế, nguyên thủy này, ánh sáng cội nguồn này, ngôi lời nguyên thủy này, tức là tiếp xúc với Thượng Đế. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Phần Lan vào ngày 30 tháng 5 năm 1999, nguyên văn tiếng Anh. Băng thâu hình số 663.